À, dạ, xin cảm ơn thầy Hải à, kính thưa ban đốc kính thưa các anh chị thì à, phần kế tiếp à, tôi xin được trình bày đó là ứng dụng thuốc tương phản đặc hiệu tế bào gan trong bệnh lý gan mật à, thì hiện tại đối với thuốc này á, thì có rất là nhiều những cái khuyến cáo cũng như những cái nghiên cứu à, tuy nhiên trong cái khoảng thời gian ngắn thì cũng xin phép trình bày những cái vấn đề à, chính yếu thôi à, thì đầu tiên chúng ta sẽ phân loại các cái chất tương phản trong à, cộng ứng từ thì nó sẽ có hai cái nhánh cái thứ nhất là những cái thuốc ngoại bào không đặc hiệu tức là những cái thuốc mà hiện tại chúng ta thường dùng gadolinium và một cái nhánh thứ hai đó là những cái thuốc đặc hiệu cho tế bào gan thì thuốc đặc hiệu bào gan nó cũng sẽ chia làm hai cái nhóm đó là một cái nhóm mà nó được hấp thu bởi những tế bào cúp phê và một cái nhóm khác đó là những hấp thu bởi tế bào gan thì nó biết tắt là hsca thì trong, trong cái nhóm này nó sẽ có hai cái nhóm, nữa là cái nhóm về cái gốc hóa học của nó là gadocetic acid và một cái nhóm khác là gadobenat dimeglumin. Thì hiện tại thì chúng ta sẽ dùng cái thuốc này là chính với cái thị trường châu Âu thì nó mang tên thương mại nó là Primobit và bên Mỹ thì nó gọi là Eovist À, như vậy sự khác nhau về hai cái nhóm thuốc của cái đặc hiệu tế bào gan là gì? Đầu tiên cái brioibit uh, thì chúng ta biết là nó bài tiết qua hệ gan mật đến 50% liều sử dụng, trong khi cái thuốc còn lại nó chỉ có 5% thôi. Cái tính chất bắt thuốc như mô gan thì gan mật thì rất là mạnh, trong khi thuốc còn lại thì nó thấp hơn. Do đó cái hình ảnh thì uh, đối với cái nhóm thuốc brioibit nó sẽ đẹp hơn. Uh, đối với thì gan mật thì chúng ta sẽ chụp sau khoảng chừng 15 đến 20 phút sau tiêm, trong khi thuốc còn lại thì một đến 3 giờ cái vấn đề này thì nó cũng rút ngắn được cái thời gian uh, khảo sát cho bệnh nhân về thời gian bán hủy thì Rimvit cũng ngắn hơn là thuốc còn lại à, như vậy thì cái um, thuốc uh, đặc hiệu đối với gan nó sẽ khác như thế nào với những cái thuốc uh, tương phản từ thông thường ngoại bào thì chúng ta sẽ có hai cái thứ nhất là cái thì uh, động học chúng ta hay gọi là thì động học thì nó sẽ gồm có động mạch thì tĩnh mạch và thì muộn thì cái thuốc tương phản đặc hiệu tới gan thì nó sẽ có thêm một cái thì nữa là thì gan mật tính cái thì này thì cái tế bào gan nó sẽ hấp thụ thuốc và nó sẽ bài tiết một phần qua đường mật do đó nó sẽ bổ sung và nó cung cấp thêm những giá trị chẩn đoán cho chúng ta à, về cơ chế hoạt động của thuốc uh, gadolinium acid thì chúng ta thấy cái hình này hình minh họa này là tế bào gan ở đây là các cái mạch máu và đây là đường mật thì à, các cái hình mà hình à, liềm này chính là những cái phân tử thuốc thì khi nó vào mạch máu thì nó sẽ được vận chuyển vào trong tế bào gan bởi các oatb à, 1 b 1 b 3 và nó, sau đó nó sẽ bài tiết qua mật bởi các cái à, MRB2 thì à, có một phần nó thì nó vào tế bào gan tuy nhiên cũng có một phần nó sẽ quay trở ngược lại cái mạch máu bởi những cái cái chất vận chuyển này thì trong cái bệnh lý của gan á, thì có những cái trường hợp mà nó sẽ tăng bilirubin máu đặc biệt là những bệnh nhân uh, sơ gan chẳng hạn thì khi đó cái uh, OATP1 nó cũng vận chuyển bilirubin cho nên khi mà bệnh nhân có tăng bilirubin máu á, thì nó cũng sẽ làm giảm bất thuốc của nhu mô gan thì lúc đó chúng ta phải biết được cái tình trạng cái bệnh nền của bệnh nhân như thế nào mà chúng ta sẽ uh, biện luận cái hình ảnh nó tương ứng À, kỹ thuật chụp thì à, một cái trường hợp như vậy thì chúng ta có thể chụp khoảng chừng 25 đến 30 phút thời gian cũng tương đối dài à, như vậy thì khi một cái tổn thương gan mà nó có chứa tế bào gan bình thường và kết nối với ống mật có chức năng á, thì nó sẽ tích tụ cái thuốc tương phản ngoại bào à, đặc hiệu tế bào gan và nó sẽ bắt thuốc tương phản ở thì gần mật cho nên bất cứ một cái bất thường nào trong cái chuỗi mắt xích này á thì nó cũng sẽ làm bất thường À, làm cho bắt thuốc tương phản nó suy giảm hoặc là không có như vậy cái hình ảnh ở thì gan mật thì là một cái hình ảnh mà nó cung cấp thông tin duy nhất về cả cấu trúc và chức năng của tổn thương gan qua sự hiện diện hoặc là bắn mật của tế bào gan có chức năng à, như vậy với cái cơ chế như vậy thì uh, trên hình ảnh uh, chúng ta thể chia làm bốn nhóm nhóm thứ nhất là cái tổn thương đó nó không có bắt thuốc uh, và hoặc tín hiệu của nó thấp do nó thiếu cái sự vận chuyển của ATP 1 B 3 ví dụ là tổn thương gì chúng ta có hemangioma hoặc là ung thư di căn cái nhóm thứ hai thì nó sẽ bắt thuốc lan tỏa và những cái mức độ khác nhau do cái nhóm này là những cái tổn thương nó nó chứa cái tế bào gan bình thường ví dụ như là FNH hay là những tổn thương giả FNH những cái vùng mô gan bình thường không diễm mở hoặc là vài cái xúc tiếp của adenoma hoặc là những cái HCC mà bị khóa tốt thì nó sẽ bắt thuốc lan tỏa và với những cái mức độ khác nhau giống như trên hình minh họa cái nhóm thứ ba thì nó thể bắt thuốc viền, chẳng hạn như là trong cái FNH không điển hình hoặc là trong ung thư di căn thì chúng ta thấy nó chỉ có bắt thuốc viền thôi còn bên trong trung tâm thì nó không bắt thuốc. Và cái nhóm thứ tư là những cái nhóm mà nó bắt thuốc giới hạn ở trung tâm, ví dụ như là uh, ung thư đường mật thì nó sẽ có mô sơ ở trung tâm và nó sẽ ứ động thuốc ở đó, hoặc là những cái trường hợp uh, một vài loại ca di căn thì nó sẽ vận chuyển bất thường quá mức của ATP1B3 thì chúng ta thấy những tổn thương đường bắt thuốc ở trung tâm thôi, trong khi ở ngoài vi thì nó sẽ không có bắt thuốc. À, như vậy lợi thế của thuốc tương phản đặc hiệu tế bào gan như thế nào mà chúng ta sử dụng thì đầu tiên là nó có thể phát hiện được những tổn thương nhỏ đặc biệt là những tổn ở dưới bao gan hay cạnh mạch máu chẳng hạn như trường hợp này là một trường hợp rất là nhỏ nằm ở dưới bao gan mà nếu chúng ta dùng những cái thuốc thông thường thì có thể chúng ta sẽ bỏ sót cái thứ hai là do có thì gan mật á, thì chúng ta sẽ có được những cái thông tin về chức năng gan cũng như là những cái phát triển và những dấu ấn sinh học không xâm lấn trong lối loạn gan mật thì cái này là một cái xu thế trong tương lai người ta phát triển rất là mạnh trường hợp thứ ba là cái lợi thế của nó là cái xác định được cấu trúc và chức năng của đường mật chẳng hạn như trường hợp này chúng ta thấy một cái nhánh mật của phần từ trước nó đổ vào trong ống gan trái những hình ảnh này thì nó rất là có lợi trong cái trường hợp mà phẫu thuật ghép gan chẳng hạn và cái trường hợp này nó được chứng minh bằng chụp cái đường mật chúng ta thấy cái nhánh của phần từ trước nó có đổ vào trong cái ống gan trái đây à, như vậy chỉ định của cái thuốc tương phản đặc hiệu đầu gan là gì thì nó có bốn nhóm chỉ định chính thứ nhất là phát hiện và đặc tính hóa tổn thương khu trú thứ hai là phát hiện và lập kế hoạch điều trị ung thư di căn gan thứ ba là chúng ta đánh giá những cái gan hiến đánh giá về mạch máu về đường mật về thể tích gan ghép và đánh giá những biến chứng của ghép gan và cuối cùng là khảo sát rò mật thì đầu tiên là phát hiện bệnh đặc tính hóa tổng thương khu trú thì nó sẽ có bốn cái nhóm chính thứ nhất là chúng ta phân biệt giữa một cái FNH và một cái adenoma cái thứ hai là phát hiện được những cái ung thư tế bào gan mà kích thước nhỏ thì trong cái nhóm này nó bao gồm cả việc chúng ta phân biệt được một cái hcc là những cái nốt loạn sản nốt tái tạo trên một cái nền sơ gan cái thứ ba là chúng ta thăm dò ghép gan và thứ tư là từ phát hiện được ung thư di căn gan như vậy đầu tiên tại sao phải phân biệt một cái FNH với một cái adenoma thì hai cái u này thì nó có đặc điểm dịch tễ khá là giống nhau và khi mà chúng ta sử dụng những cái thuốc tương phản thông thường hiện đại á thì chúng ta sẽ chụp đến cái thì thì muộn á thì các cái tín hiệu nó đều giống nhau cả à, chỉ nó khác về cái thì gan mật thôi thì một bên thì tín hiệu nó sẽ tăng hoặc là đồng à, tín hiệu một bên là adenoma thì nó sẽ thấp hơn và chúng ta cần phải phân biệt bởi vì adenoma nó sẽ có khả năng à, có những cái biến chứng chẳng hạn như là xuất huyết hay là vỡ rồi là một số nó sẽ chuyển dạng ác tính HCC à, về hình ảnh thì à, thông thường ép anh thì tín hiệu nó sẽ cao ở thùy gân mật và nó đa thùy à, bắt thuốc đồng nhất trong khoảng 50% trường hợp và có một số à, những cái trường hợp còn lại thì sẽ bắt thuốc viền mạnh hơn À, người ta thấy là đối với những cái FNH mà nhỏ 3 cm khi mà chúng ta sử dụng thuốc tương phản thông thường đó, thì độ nhạy nó chừng 20 đến 80% thôi, trong khi dùng thuốc tương phản đặc hiệu tế bào gan thì độ nhạy có thể lên đến 100%. Ở đây chúng ta thấy một trường hợp là, là điển hình thì gan mật thì nó tín hiệu nó vẫn còn cao hơn so với mô gan. Trường hợp này thì chúng ta thấy có bắt thuốc viền mà bên trong thì tín hiệu nó thấp hơn. Những trường hợp này thì rất là khó xác định cái đây phải là HCC không hay là FNH. Thì những trường hợp này thường cũng phải sinh thiết để chẩn đoán. À, đối với Adenoma thì cái hình ảnh của nó phần lớn nó sẽ không bắt thuốc ở thì găng mật, tức là nó khác với MH. Thì ở đây chúng ta thấy một cái tổn thương ở cái thì động mạch bắt thuốc rất là mạnh, qua gân thì găng mật chúng ta thấy cái tín hiệu nó thấp đi. À, Adenoma thì nó rất là nhiều những cái suất tuyếp thì đa phần thì chúng ta thấy ở thì găng mật thì nó đều tín hiệu thấp hết hiệu thấp hết. Tuy nhiên có một số cái xúc tiếp thì chúng ta thấy nó đồng hoặc là tín hiệu nó cao. Thì những cái xúc tiếp này là những cái xúc tiếp mà nó làm tăng có cái khả năng tăng cái nguy cơ ác tính. Cho nên chúng ta phải lưu ý đến những cái xúc tiếp này. Như vậy đối với thuốc tương phản đặc hiệu tế bào gan thì nó sẽ có hữu ích để phân biệt giữa một cái F anh với một cái adenom. Tuy nhiên đối với những bệnh nhân sơ gan á, thì nó sẽ không hữu ích để phân biệt giữa một cái adenom với HCC. Tại vì qua cái thì gan mật thì cả hai cái tổn thương này đều tín hiệu thấp cả. À, về HCC là một trong những cái chỉ định rất là thường gặp của cái thuốc tương phản đường hiểu của gan thì đa số chúng ta sẽ có cái tín hiệu thấp ở thì gan mật tuy nhiên chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng có khoảng 10% những trường hợp sẽ có tín hiệu đồng hoặc là cao do đó không phải là HCC nào qua cái thì gan mật tín hiệu cũng thấp cả ở đây là một hình minh họa chúng ta thấy cái thì động mạch thì nó bắt thuốc rất là mạnh qua các thì sau thì bắt đầu nó thải thuốc và đến cái thì gan mật thì tín hiệu nó thấp trường hợp này là một trường hợp không điển hình chúng ta thấy trong trường thì động mạch thì bắt thuốc mạnh à, tĩnh mạch thì thải thuốc mà đến cái thì muộn thì nó lại đồng tín hiệu à, cái lý do đó là do vận chuyển quá mức của cái oatp1b3 một hình khác là chúng ta thấy trong cái thì động mạch thì nó bắt thuốc rất là mạnh và qua những cái thì sau thì nó vẫn còn bắt thuốc thì đây cũng là một trường hợp mà nó không điển hình như vậy thì cái vấn đề sử dụng cái hình ảnh trong cái thì găng mật để chẩn đoán hcc thì vẫn còn những cái tranh cãi tức là chúng ta quan tâm tới cái gì chúng ta quan tâm tới cái độ đặc hiệu hay là độ độ nhạy khi mà chẳng hạn như độ đặc, nhạy nó cao quá thì cái độ đặc hiệu nó có thể thấp thì có hai cái nhóm, nhóm châu Á thì chúng ta biết là dịch tễ là viêm gan siêu vi và ung thư gan rất là nhiều. Thì cái vấn đề ở châu Á người ta quan tâm á là cần phải có độ nhạy thật là cao để phát hiện những cái HCC giai đoạn sớm và giúp điều trị loại bỏ u tại chỗ. Do đó họ có cái xu hướng là họ sẽ mở rộng cái định nghĩa tiêu chuẩn và thải thuốc ở cái thì gan mật. Tuy nhiên các cái giả Âu Mỹ thì họ cần cái độ đặc hiệu cao để mà chẩn đoán chính xác để có thể thực hiện được cái ghép gan do đó trong các cái guideline của châu Âu Mỹ thì người ta không đưa cái hình ảnh thì gan mật này vào trong vấn đề mà chẩn đoán À, về ung thư di căn thì nó có hai cái mục đích chính trong cái sử dụng thuốc này đầu tiên là những cái di căn ung thư đại trực tràng và thứ hai là những cái tác dụng phụ của hóa trị tân hỗ trợ thì cái uh, dùng cái thì gan mật và cái xung khuất tán thì chúng ta có thể phát hiện được những thư thương, thương nhỏ chẳng hạn cái độ nhạy nó có thể lên đến 93% trong khi chúng ta dùng CT thì chỉ có 20 phần 42% thôi và nó sẽ thay đổi cái kế hoạch phẫu thuật trong 45% trường hợp thì hình ảnh điển hình là tín hiệu thấp và bắt thuốc viền nên chúng ta thấy một cái khối ung thư di căn thì uh, qua cái thì găng mật thì chúng ta thấy cái tín hiệu đó thấp một cái nữa tác dụng uh, cái um, của cái thuốc này đó là chúng ta có thể phát hiện được những cái tác dụng phụ như chúng ta uh, hóa trị bệnh nhân uh, ung thư gan À, cái ung thư dây gan gan dùng cái oxaliplatin thì nó có thể gây cái suy tế bào gan và có thể đe dọa cái tính mạng của bệnh nhân thì trên hình ảnh chúng ta cũng có thể thấy được cái tín hiệu thấp dạng lưới lan tỏa ngoại vi và bốc thuốc mạnh qua quanh tĩnh mạch ở đây chúng ta thấy giống những hình ảnh dạng lưới dạng khảm nó lan tỏa hết cả các cái gan thì đây là một trường hợp suy tế bào gan do dùng cái thuốc này về các tổn thương giả u của người bệnh ung thư thì trong cái quá trình uh, hóa trị thì chúng ta thấy có một số cái biến đổi về hình ảnh của gan uh, đặc biệt là chẳng hạn như là gan nhiễm mỡ thì trên cái nền gan nhiễm mỡ đó không phải tất cả nó đều nhiễm mỡ hết có những cái vùng mà nó không nhiễm mỡ thì cái tín hiệu nó thể cao trong cái thì động mạch nó cũng cao và trong cái thì gan mật nó cũng cao uh, thì những cái trường hợp này thì bắt buộc chúng ta phải theo dõi hoặc là chúng ta uh, có một cái biện pháp gì đó để mà chúng ta chẩn đoán được chính xác hoặc là những cái tổn thương giống ép hát thì nó cũng thường gặp trong quá trình theo dõi hóa trị và đặc điểm hình ảnh của nó thì cũng giống như ép thông thường tuy nhiên kích thước thì nó sẽ nhỏ hơn ở đây thì là một cái bảng tóm tắt những cái hình ảnh trên em của các tổn thương thì chúng ta thấy ở thì gan mật thì đa số các cái u nó cũng sẽ đều tín hiệu thấp hết riêng cái uh, tăng sinh cô trú dẫn nốt ép hát thì nó tín hiệu cao Tuy nhiên cái ừ, đây không phải là trăm phần trăm có bảo, những cái ngoại lệ ngoại lệ giống như chúng ta vừa trình bày. Xin cảm ơn. Một cái vai trò nữa của thuốc này đó là khảo sát đường mật thì nó có hai cái nhiệm vụ chính. Đầu tiên là xác định cấu trúc và chức năng đường mật và thứ hai là phát hiện những cái biến chứng gan mật sau phẫu thuật. Chúng ta thấy được uh, giải phẫu cái đường mật. Đó là sau khi mà chúng ta chụp uh, khoảng tới, chừng 20 phút thì chúng ta sẽ chờ thêm tới khoảng 30 phút để thuốc nó bài tiết xuống đường mật thì chúng ta sẽ thấy được cái giải phẫu cơ đường mật chúng ta sẽ thấy được những cái biến thể cũng như bất thường đường mật ví dụ trường hợp này là một cái nang ống mật chủ dạng túi thừa mà nằm trong cái thành của tá tràng à, có thể xác định được rối loạn chức năng cơ vòng quá đi chẳng hạn à, khi mật à, nó thuốc nó bài tiết xuống đường mật rồi nhưng mà nó không có bài tiết xuống tá tràng như vậy nên nó có vấn đề về rối loạn à, chức năng cơ vòng quá đi ở đây À, hoặc là một cái nhiệm vụ thứ hai đó là xác định những cái biến chứng gan mật sau phẫu thuật đặc biệt là những trường hợp rò mật thì độ nhạy có thể lên đến 96% và độ chính xác lên 95% hoặc là những trường hợp ghép gan thì có thể xác định được hẹp cho nối mật ruột à, nối mật Nhưng ở đây là một trường hợp sau các gan thì chúng ta thấy à, có cái thuốc tương đặc hiệu của gan nó rò rỉ ở đây và trên cái hình chụp cái đường mật à, thì chúng ta thấy có uh, xác định lại là có thuốc nó xuất hiện rò rỉ ra À, về ứng dụng nâng cao mà những cái xu thế của tương lai thì hiện tại có rất là nhiều những cái uh, nghiên cứu cũng giống như là những cái phát minh để mà uh, có thể sử dụng tối đa được những cái tính năng của cái uh, thuốc này thì đầu tiên là những cái hình ảnh về dấu ấn sinh học uh, giúp đánh giá được chức năng gan uh, những cái dấu ấn sinh học trong HCC trong dây căn cũng như trong bệnh lý đường mật gọi là chúng ta sử dụng những chuỗi xung nâng cao để mà chúng ta có thể um, đánh giá được những cái chức năng cũng như những cái giải phẫu của gan, hoặc là những cái radomid hay là radogenomid, cũng giống như là trong những cái à, trí tuệ nhân tạo thì ngoài cái việc mà chúng ta xác định được những cái thông thường chẳng hạn như là về, về mặt giải phẫu, về đo thể tích gan, thì nó cũng giúp chúng ta đánh giá được tính chất bất thuốc, rồi các cái chức năng, trong rất là nhiều những cái à, ứng dụng nâng cao và những cái xu thế tương lai mà chúng ta sẽ à, thấy được à, lợi ích của cái thuốc này. À, đây là những cái ca minh họa trong tại bệnh viện mình thì chúng ta thấy ca đầu tiên là chúng ta thấy từ cái thì động mạch đến cái thì gan mật thì tổn thương này nó đều bất thuốc nó đều tín hiệu cao cả thì đây là một trường hợp FNH điển hình vì cái FNH này nó sẽ chứa tế bào gan bình thường do đó nó sẽ bất thuốc ở cái thì gan mật à, một trường hợp khác là cũng là FNH mà chúng ta thấy cái từ cái thì động mạch đến cái thì gan mật thì cái thì gan mật nó bất thuốc không có đồng nhất nó không giống cái ca vừa rồi là bất thuốc đồng nhất Trường hợp thứ ba là một cái trường hợp cũng là ép hát mà không điển hình. Chúng ta thấy đến cái thì gan mật thì nó bất thuốc viền nhưng mà bên trong thì nó lại tín hiệu nó thấp. Thì cái hình ảnh này rất là giống một cái HCC. nên đó những trường hợp này bắt buộc chúng ta phải sinh thiết. Hoặc là một cái um, lợi thế nữa là chúng ta thể xác định được nó là HCC hay là một số cái nốt, chẳng hạn là nốt loạn sản, nốt tái tạo mà xuất hiện rất là nhiều trên cái nền sơ gan. Chúng ta thấy ở đây có một cái tổn thương mà bắt thuốc thì động mạch, đến cái thì gan mật thì chúng ta thấy tín hiệu nó thấp. Tuy nhiên có những cái nốt khác thì nó còn bắt thuốc thì động mạch, nhưng qua những cái thì khác thì chúng ta thấy nó đồng tín hiệu với mô gan. Như vậy cái tổn thương này là HCC và những tổn thương này có thể là những cái nốt loạn sản. Trường hợp này là một cái adenoma, chúng ta thấy adenoma thì nó có chứa tế bào gan bình thường, tuy nhiên nó không có cái kết nối hệ thống mật bình thường cho nó khi trên cái thì uh, gan mật nó sẽ tín hiệu nó thấp, nó không giống như là FNH. Như vậy dựa vào cái thuốc này thì chúng ta có thể phân biệt được một cái adenoma với một cái FNH. hát à, kết luận lại thì thuốc tương phản để hiểu đồ gan có vai trò tương tự chất uh, tương phản ngoại bào, tuy nhiên Nhờ có thêm cái thì gan mật thì chúng ta sẽ đánh giá tốt hơn các tổn thương trong gan dựa vào đặc tính hấp thụ tới bào gan à, nó có vai trò trong khảo sát và chẩn đoán các bệnh lý đường mật đặc biệt là tình trạng rò mật sâu mổ và hiện tại rất là nhiều triển vọng được mở ra với thuốc này à, phần trình bày của tôi đến đây là hết Xin cảm ơn quý thầy cô và các anh chị đã lắng nghe